Hoa hậu Quỳnh Thi bất ngờ trở lại, đọ sắc top 10 Miss Universe. Hoa hậu Việt Nam toàn cầu Quỳnh Thi bất ngờ trở lại, hội ngộ đồng nghiệp cũ tại họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Tại sự kiện, Hoa hậu Việt Nam toàn cầu Quỳnh Thi gặp gỡ Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 Amanda Obdam, top 10 Miss Universe 2020. Lê Âu Ngân Anh, Đỗ Nhật Hà, đây là lần trở lại hiếm hoi của người đẹp gốc Vũng Tàu sau thời gian dài kinh doanh tại Mỹ. Năm 2017, Quỳnh Thi đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ, tham dự Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 với vai trò đại sứ hình ảnh. Quỳnh Thi mong tìm được người đẹp tài sắc vẹn toàn, xứng đáng với ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Cô từng tham gia các show thời trang lớn như Duyên dáng Việt Nam, Việt Nam Collection Grand Prix, Hồng Kông Fashion Week và bén duyên với điện ảnh qua phim 39 độ yêu cùng Hồ Ngọc Hà. Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 có nhiều đổi mới khi tuyển chọn thí sinh trong độ tuổi 18 đến 30. Cao từ 1m60 và cho phép thí sinh qua phẫu thuật thẩm mỹ đăng ký tham dự. Ông Võ Việt Trung, nhà sáng lập cuộc thi nhấn mạnh, thí sinh chỉ chỉnh sửa những khiếm khuyết có thể chấp nhận được chứ không phải thay đổi toàn bộ đường nét. Theo ông Trung, việc mở rộng độ tuổi của thí sinh nhằm khích lệ, tạo thêm cơ hội cho các cô gái. Ngoài ra, chung kết sẽ được tổ chức vào buổi sáng bên bờ biển, tận dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế tối đa những tác hại đến thiên nhiên, truyền thông điệp bảo vệ môi trường một cách mạnh mẽ. Thêm vào đó, chung kết diễn ra khung giờ sáng sớm còn giúp ban tổ chức, thí sinh đăng quang có thêm cơ hội giao lưu với khán giả. Đặc biệt, sân khấu chung kết còn được thiết kế từ những chất liệu tái chế, nhất quán với thông điệp bảo vệ môi trường của cuộc thi. Vừa tâm đắc khi có thể tái chế những chiếc tàu, chiếc ghe, cây dừa hay tấm lưới đánh cá đã qua sử dụng thành vật liệu trang trí cho sân khấu, thay vì ngồi trên bàn ghế được sắp xếp sẵn. Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 có thể sẽ tái sử dụng những chiếc ghế nhỏ để chấm thi, nhà sáng lập cuộc thi chia sẻ. Dù nhiều cuộc thi Hoa hậu ra đời, ông Võ Việt Trung vẫn tự tin Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 thu hút nhiều thí sinh chất lượng nhờ tiêu chí, sứ mệnh riêng biệt. Với ông, việc nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức sẽ góp phần lan tỏa vẻ đẹp, văn hóa và nền du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Là đại sứ cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, Lê Âu Ngân Anh mong tìm ra một cô gái hoàn thiện về nhan sắc, học thức và am hiểu kiến thức về bảo vệ thiên nhiên, từ đó đủ sức lan tỏa thông điệp giữ gìn môi trường, quảng bá du lịch biển Việt Nam qua tiếng nói của mình. Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 trân quý danh hiệu lẫn bài học giúp cô trưởng thành hơn sau cuộc thi. Nếu không thử sức, chắc tôi chỉ là một cô gái nhút nhát, không dám nói trước đám đông hay mở lòng kết nối, truyền cảm hứng cho giới trẻ, Ngân Anh trải lòng với Vietnamnet. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra đầu tháng 8 năm 2023 với sự tranh tài của 35 thí sinh. Trong đó, ban tổ chức trao giải cho một hoa hậu và 4 á hậu. Một trong top 5 sẽ tham gia cuộc thi quốc tế, chứ không mặc định là hoa hậu như nhiều cuộc thi khác.